Minh Hiền xin kính chào quý vị đến với bản tin tổng hợp của Hành Trình Tương Lai thứ Bảy ngày 4 tháng 2. Chúc quý vị một cuối tuần vui vẻ và bình an. Bản tin ngày hôm nay có điều gì đáng chú ý? Mời quý vị theo dõi. Trước tiên là phần tin trong nước. Trước tiên là phần điểm tin chính. Cục Y tế dự phòng trả lời kiến nghị nuôi cấy virus SARS-CoV-2 của thành phố Hồ Chí Minh. Bãi tắm cửa lò chuyển màu đen bất thường. Hải quan vào cuộc vụ hành khách bị yêu cầu xuống máy bay, xóa bài Facebook. Hải Phòng phát hiện gần nửa tấn ngà voi nhập khẩu trái phép từ châu Phi. Người đàn ông kiện Viện Kiểm sát Nhân dân bắt oan 38 năm, gia đình ba anh em tan nát hết. Xe tải lao xuống vực sâu ở Hà Giang, 4 người bị thương. Thái Bình dâng cặp bánh nướng bánh dẻo kỷ lục Việt Nam tại Đền Trần. Google xin lỗi vì nhầm ảnh bà Sương Nguyệt Anh. Nóng, Bầu Đức tuyên bố Hoàng Anh Gia Lai sẽ khởi kiện VPF ra tòa. Huấn luyện viên Park tự tổ chức lễ chia tay. Trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai. Và sau đây là nội dung chi tiết. Báo chí trong nước đưa tin, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến kiến nghị nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm của sở này. Cục Y tế dự phòng cho biết, ngày 13 tháng 1 năm 2023, Cục Y tế dự phòng nhận được công văn của Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh kèm theo hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 Bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Tại báo cáo năm 2022, Bệnh viện Nhiệt đới không thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, chưa có quy trình thực hành liên quan đến hoạt động nuôi cấy, phân lập. Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp nội dung đề xuất cụ thể, tài liệu liên quan về nuôi cấy virus SARS-CoV-2 trong phòng xét nghiệm. Cục Y tế dự phòng cho hay, tại khu vực miền Nam, Bộ Y tế đã giao Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3 để thực hiện việc nuôi cấy, phân lập virus SARS-CoV-2. Trong trường hợp cần thiết để thực hiện ngay công tác giám sát, nghiên cứu phục vụ mục đích phòng chống dịch, do đó Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo đơn vị đủ điều kiện phối hợp chặt chẽ với Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất thực hiện theo quy định. Báo VN Express đưa tin, 3 ngày nay, bãi tắm cửa lò chuyển màu đen kịt, nghi do lớp mùn cây dày 10-30cm, rộng khoảng 20-30m và kéo dài cả km dạt vào. Ông Phan Công Đối, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Cửa Lò, cho biết đây có thể là loại mùn cây xuất phát từ cây rừng bị lũ cuốn về biển trong năm 2022. Sau thời gian chìm ở đáy, lớp mùn nổi lên, được thủy triều đẩy vào bờ. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Du lịch Cửa Lò và các phường đã huy động gần 30 người tổ chức dọn vệ sinh. Trung bình mỗi ngày, công nhân gom được 50 mét khối đem tới nơi tiêu hủy. Trước đó, cuối tháng 12 năm 2022, bãi biển Cửa Lò từng xuất hiện mùn nhưng quy mô nhỏ. Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An lấy mẫu xét nghiệm, tới nay chưa có kết quả phân tích. Bãi tắm Cửa Lò dài gần 8 km, dịp cao điểm ước tính mỗi ngày có 13.000 đến 15.000 người tới tắm biển ăn uống, sầm uất nhất là đoạn hơn 4 km dọc đường Bình Minh. Hiện biển lạnh nên hầu như không có người tắm. Liên quan đến vụ việc một người phụ nữ tố cán bộ hải quan to tiếng quát tháo và yêu cầu hành khách xuống máy bay, gỡ bài đăng trên Facebook, đại diện Tổng cục Hải quan đã yêu cầu vị cán bộ hải quan này viết tường trình vụ việc và cho biết sẽ lập đoàn thanh tra để xác minh. Trước đó, vào ngày 1 tháng 2, theo phản ánh của chị T, vào lúc 0 giờ sáng ngày 29 tháng 1, gia đình chị đang làm thủ tục ở sân bay Nội Bài để chuẩn bị sang Nhật. Trong lúc xếp hàng làm thủ tục, hai con nhỏ của chị T đi vệ sinh do bà ngoại dẫn, rồi sau đó trở lại chỗ chị làm thủ tục. Lúc này, bà cháu bắt gặp ông Nguyễn Phúc Hải, đội phó đội thủ tục hành lý xuất khẩu, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Vị này quát lớn bà cháu và đuổi ra khỏi khu vực. Bức xúc trước hành xử của cán bộ hải quan, chị T đăng vụ việc lên group lớn trên Facebook. Bên cạnh đó, sau khi lên máy bay và ổn định chỗ ngồi, chị T liên tục nhận được yêu cầu từ một nhân viên đề nghị ba mẹ con phải xuống máy bay, kèm theo hành lý xách tay để kiểm tra lại. Người nhân viên này ba lần đưa ra yêu cầu bất thường nói trên. Chị T cho biết, sau khi thấy chị không xuống được, vị cán bộ hải quan đã từ bên ngoài bước hẳn vào bên trong máy bay và lấy giấy bút yêu cầu chị T viết cam kết xóa bài đăng và không được sử dụng hình ảnh. Cục Hải quan Hải Phòng cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành khám xét, phát hiện gần 500 kg ngà voi nhập khẩu trái phép từ châu Phi.
Theo đại diện Cục Hải quan Hải Phòng, lô hàng được đăng ký tờ khai nhập khẩu ngày 28 tháng 1 tại chi cục hải quan cửa khẩu Cảng Đình Vũ do Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghệ HMD, địa chỉ xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội đứng tên nhập khẩu. Trên tờ khai, doanh nghiệp khai báo hàng hóa gồm một mục là sừng bò nuôi, dùng sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ, xuất xứ Nigeria, châu Phi. Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan nghi vấn container này chứa ngà voi là mặt hàng cấm nhập khẩu. Ngày 2 tháng 2, Công an Hải Phòng tiến hành kiểm tra container nghi vấn và phát hiện gần 500 kg ngà voi. Theo Cục Hải quan Hải Phòng, đây là một trong những vụ nhập lậu ngà voi số lượng lớn do lực lượng hải quan chủ trì phát hiện, bắt giữ tại khu vực cảng Hải Phòng thời gian gần đây. Báo VN Express dẫn lời ông Trịnh Dân Cường, người bị bắt giam oan 38 năm trong vụ án trộm vàng cho biết, ông đã khởi kiện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu phục hồi danh dự, xin lỗi công khai và bồi thường oan sai. Ông Cường cho biết, mất mát lớn nhất là gia đình tan nát, hai người anh thì người tự tử trong tù, người phải sống gầm cầu cho đến chết. Trước đó vào ngày 28 tháng 2 năm 1985, từ trình báo của nhà hàng xóm về việc bị mất trộm 5,5 lượng vàng, 118.000 đồng và một số nữ trang, ông Cường cùng anh vợ là Hà Văn Được và anh rể Trần Đức Ẩn bị công an quận 6 bắt do nghi ngờ là thủ phạm. Quá trình bị điều tra, ba anh em ông một mực kêu oan. Hồ sơ vụ án thể hiện dù có nhiều dấu hiệu cho thấy hiện trường vụ án được ngụy tạo, song thiếu tá Nguyễn Hữu Đô, đội trưởng hình sự công an quận 6, cố tình làm sai lệch hồ sơ để che giấu việc bắt giam người thiếu căn cứ. Ông Cường cho biết, trước lúc bị bắt, gia đình ông và hai người anh sống chung nhà với bà ba. Để có tiền đi khiếu nại, kêu oan cho các con, bà ba phải bán căn nhà này. Ông Ẩn được trả tự do trước ông Cường hơn một năm nhưng yếu ớt, mất sức lao động. Không có nhà ở, ông sống dưới gầm cầu cho đến khi chết. Từ lúc được trả tự do, ông đã nhiều lần khiếu nại công an và Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6 về việc xin lỗi và bồi thường oan sai, nhưng đến nay không được giải quyết. Hai năm trước, một số luật sư hỗ trợ pháp lý đã giúp ông trích lục lại các tài liệu chứng cứ, tiếp tục nộp đơn kiện Viện Kiểm sát Nhân dân quận 6, yêu cầu phục hồi danh dự, xin lỗi công khai và bồi thường oan sai. Tòa án Nhân dân quận 6 đã thụ lý vụ án, dự kiến ngày 14 tháng 2 sẽ triệu tập các bên làm việc. Công an huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang cho biết, rạng sáng ngày 3 tháng 2, trên tuyến quốc lộ 4C thuộc địa phận huyện Yên Minh, xảy ra vụ xe tải chở hàng lao xuống vực sâu khiến 4 người bị thương. Trước thời điểm tai nạn, ô tô tải do Lê Đức Mạnh, 23 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển hướng Hà Giang đi huyện Đồng Văn. Khi đến địa điểm trên, xe mất phanh lao xuống ta luy âm sâu khoảng 15 mét. Hậu quả, 4 người ngồi trên xe tải bị thương nhẹ, ô tô bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do lái xe tự gây tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ việc, xe tải đang xuống dốc nhưng bất ngờ bị mất phanh. Lái xe đã cố đánh lái vào phía ta luy dương nhưng xe bị trôi và lao xuống vực sâu. Qua kiểm tra nhanh trong cơ thể lái xe không có cồn và ma túy, tài xế có đầy đủ giấy tờ. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Sáng hôm qua ngày 3 tháng 2, tại di tích quốc gia đặc biệt khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần tại xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình tổ chức một số nghi lễ quan trọng đầu tiên trước giờ chính thức khai hội đền Trần Thái Bình Xuân Quý Mão 2023. Theo ban tổ chức, điểm nổi bật của lễ hội đền Trần Thái Bình năm nay sẽ gồm hai phần. Phần lễ gồm có các hoạt động như dâng hương tại lăng mộ các vua Trần, tế mở cửa đền, lễ rước nước, lễ bái yết, trình diễn thư pháp hai câu thơ của vua Trần Nhân Tông. Nhân dịp này, ban tổ chức lễ hội đã tiến hành nghi lễ dâng cặp bánh nướng bánh dẻo nặng 400 kg của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác nhận và vinh danh là sản phẩm lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại nhằm tưởng nhớ tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân. Sau lễ mở cửa đền, sẽ diễn ra các hoạt động đặc sắc gồm phần lễ và phần hội tại đền Trần. Phần hội diễn ra với các nội dung như thi cỗ cá, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi kéo lửa nấu cơm cần, giải võ cổ truyền tỉnh Thái Bình, v.v. Mới đây, Google đổi ảnh Doodle, biểu tượng đặc biệt trên trang tìm kiếm để thể hiện các dịp lễ hay tôn vinh tại Việt Nam để vinh danh bà Sương Nguyệt Anh, nữ tổng biên tập đầu tiên của tờ báo Phụ nữ đầu tiên tại Việt Nam. Hình ảnh được thể hiện bởi họa sĩ Camelia Phạm với chân dung người phụ nữ áo dài, tóc búi cao cùng hình ảnh hoa mai, trang viết ở nền. Tuy nhiên, nhiều ý kiến nhận định tác giả cùng Google có sự nhầm lẫn hình ảnh bà Sương Nguyệt Anh và cho rằng người phụ nữ trong tranh là nhà giáo Đặng Kim Chi, hiệu trưởng đầu tiên của trường nữ trung học tổng hợp Sương Nguyệt Anh.
Tới ngày 2 tháng 2, đại diện Google Việt Nam xác nhận đã sử dụng Doodle nhằm tôn vinh bà Sương Nguyệt Anh, nhưng hình ảnh có phần không chính xác với chân dung của nữ sĩ này. Vị đại diện Google nói, chúng tôi thành thật xin lỗi về sự cố và đã tạo nên những sao nhãng không đáng có trong việc tôn vinh các thành tựu đáng kính của bà Sương Nguyệt Anh. Họa sĩ Camilla Phạm, người thể hiện bức tranh cũng đăng lời xin lỗi và mong công chúng bỏ qua sai sót. Nữ họa sĩ cho biết, tác phẩm được thể hiện dựa trên thông tin do Google cung cấp, nội dung tìm kiếm trên mạng cũng như tác phẩm thơ của nữ sĩ. Cô bày tỏ dù kết quả không giống với dung mạo thật của bà Sương Nguyệt Anh, bản thân vẫn mong có thể gửi gắm tâm huyết để khắc họa tinh thần của bà một cách trân trọng nhất. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cho biết sẽ nộp đơn kiện Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam VPF ra tòa vào ngày 4 tháng 2. Ngày đội bóng đá chậm mở màn V-League 2023, giải thích lý do khởi kiện VPF, Bầu Đức cho biết nhằm xóa bỏ quy định tài trợ độc quyền của VPF đang đi ngược với quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và vi phạm quy định pháp luật Việt Nam. Bầu Đức cho biết ngày 4 tháng 2, Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai vẫn ra sân thi đấu trận mở màn V-League 2023 với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Pleiku vì nhà tài trợ đồng ý bỏ chữ nước tăng lực. Tuy nhiên, Hoàng Anh Gia Lai vẫn kiện VPF ra tòa để tòa phân xử ai đúng ai sai, bảo vệ cho quyền lợi của 14 đội bóng thi đấu ở V-League. Xung đột Hoàng Anh Gia Lai với VPF xuất phát từ việc đội bóng Phố Núi có nhà tài trợ mới ở mùa giải 2023. Đơn vị này kinh doanh ngành hàng trùng với ngành hàng mà nhà tài trợ V-League 2023 độc quyền nước tăng lực. Do đó, VPF cấm Hoàng Anh Gia Lai quảng bá nước tăng lực của nhà tài trợ đội bóng. Tối ngày 2 tháng 2 vừa qua, huấn luyện viên Park Hang-seo rưng rưng xúc động, nói lời cảm ơn và tạm biệt với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Đây là buổi gặp mặt do công ty đại diện của nhà cầm quân người Hàn Quốc tổ chức. Khoảng 30 cổ động viên may mắn đã được tham dự buổi giao lưu này. Cùng với đó, hai tuyển thủ Hoàng Đức và Văn Toàn cũng bất ngờ xuất hiện để tri ân người thầy của mình. Tại đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã dành khoảng 1 giờ đồng hồ để chia sẻ, giải bày về những suy nghĩ cảm xúc trong suốt 5 năm làm việc ở Việt Nam. Đó là một màn chia tay đầy xúc động của vị huấn luyện viên bóng đá hạnh phúc nhất thế giới 5 năm qua, như chính ông Park nói từ đáy lòng. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ, tuy kết thúc công việc dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, nhưng nếu có lời đề nghị tương tự ở nơi khác thì tôi cũng sẽ cân nhắc. Nếu có, tôi vẫn mong muốn dẫn dắt đội tuyển quốc gia hơn là câu lạc bộ. Phần nào trong tôi vẫn còn thích làm huấn luyện viên bóng đá. Các bạn yên tâm, khả năng tôi dẫn một đội tuyển Đông Nam Á khác ngoài Việt Nam là rất thấp. Trong tim tôi, Việt Nam là quê hương thứ hai nên tôi không nỡ làm vậy. Dù đã hết hợp đồng, huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn quyết định ở lại và du lịch Việt Nam cho tới tháng 6 mới quay về Hàn Quốc. Ông cho biết lý do là ở quê nhà lúc này nhiệt độ đang rất lạnh, trong khi đó thời tiết tại Việt Nam khá đẹp nên vợ chồng ông sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội thêm một thời gian. Và tiếp sau đây là bản tin thế giới. Trước tiên là phần điểm tin chính. Loạt máy bay và tàu chiến Trung Quốc áp sát Đài Loan. Mỹ phát hiện thiết bị do thám Trung Quốc trên không phận. Canada chuẩn bị tiếp nhận 10.000 người tị nạn từ Trung Quốc. Hàn Quốc bắt 6 công dân tiết lộ bí mật công nghệ quốc gia. Nga triển khai robot sát thủ đến Donbass. Nếu Ukraine chân thành, Nga sẵn sàng đàm phán. Ông Trump nói Haley, Barber và DeSantis không nên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Phần Lan, Thụy Điển khẳng định gia nhập NATO cùng thời điểm. Ô nhiễm không khí, Thái Lan kêu gọi người dân ở nhà. Và sau đây là nội dung chi tiết. Trang Fox News đưa tin, hôm qua ngày 3 tháng 2, hơn 10 máy bay quân sự và 4 tàu hải quân của Trung Quốc đã xuất hiện xung quanh đảo Đài Loan. Phản ứng trước động thái này, lực lượng phòng vệ Đài Loan đã kích hoạt máy bay, tàu hải quân và hệ thống tên lửa trên đất liền để theo dõi sự xâm nhập của máy bay và tàu chiến từ Trung Quốc. Được biết, Trung Quốc thường xuyên điều tàu chiến và máy bay quân sự áp sát Đài Loan thời gian qua. Hôm 1 tháng 2, cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, quân đội Trung Quốc đã điều 34 máy bay và 9 tàu chiến áp sát Đài Loan, trong đó có 20 máy bay và máy bay không người lái đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của hòn đảo này từ phía Tây Nam. Gần đây, Trung Quốc cũng nhiều lần tổ chức các hoạt động diễn tập quân sự quanh hòn đảo này. Bắc Kinh cho biết, các cuộc tập trận là phản ứng kiên quyết với việc hỗ trợ Đài Loan của Mỹ. Tờ Washington Post đưa tin, một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc vừa được phát hiện trên lục địa Mỹ và bị quân đội Mỹ theo dõi trong vài ngày. Hiện Lầu Năm Góc đang cân nhắc bắn hạ. Cụ thể, tướng Patrick Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết, khinh khí cầu đang di động ở độ cao
cao hơn nhiều so với giao thông hàng không thương mại và không gây ra mối đe dọa nào đối với những người trên mặt đất. Bộ Tư lệnh Phòng thủ Hàng không Vũ trụ Bắc Mỹ cho biết sẽ tiếp tục theo dõi kinh khí cầu. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đang công du ở Philippines đã triệu tập một cuộc họp với các quan chức quốc phòng cấp cao để thảo luận về việc có nên bắn hạ kinh khí cầu hay không. Các cố vấn của ông Austin khuyên không nên bắn hạ nó với lý do lo ngại an toàn mà các mảnh vỡ rơi xuống có thể gây ra. Tướng Ryder nói thêm, các trường hợp về hoạt động khinh khí cầu này đã từng được phát hiện trong vài năm qua, đồng thời chính phủ Mỹ đã hành động ngay lập tức để ngăn chặn việc thu thập thông tin nhạy cảm. Được biết, việc phát hiện khinh khí cầu diễn ra chỉ vài ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Bắc Kinh. Hãng Reuters đưa tin, Canada đang chuẩn bị tiếp nhận 10.000 người tị nạn từ Trung Quốc. Cụ thể, Quốc hội Canada đã nhất trí quyết định tiếp nhận 10.000 người Duy Ngô Nhĩ tị nạn chạy trốn khỏi Trung Quốc vào nước này. Trước đó vào năm 2021, Canada là một trong những quốc gia đầu tiên tuyên bố việc Bắc Kinh đối xử với người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo gốc Thổ Nhĩ Kỳ khác là hành vi diệt chủng. Các nhóm nhân quyền tin rằng ít nhất 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số chủ yếu theo đạo Hồi đã bị cầm tù trong các trại tập trung của Trung Quốc. Đồng thời, theo nghị sĩ Canada Samit Zubari, ít nhất 1.600 người trong những nhóm người trên đã bị giam giữ ở một số quốc gia theo lệnh của Trung Quốc hoặc bị cưỡng chế hồi hương. Dù vậy, Bắc Kinh phủ nhận mọi hành vi lạm dụng này. Ông Zuberi khẳng định, chúng tôi sẽ không chấp nhận những vi phạm nhân quyền đối với người Duy Ngô Nhĩ. Trong khi đó, ông Mehmet Tonti, giám đốc điều hành của dự án quyền của người Duy Ngô Nhĩ, chia sẻ đây là một thông điệp mạnh mẽ sẽ gây được tiếng vang không chỉ ở Trung Quốc và Canada mà còn trên toàn thế giới. Truyền thông quốc tế đưa tin, 6 công dân Hàn Quốc vừa bị buộc tội tiết lộ công nghệ cốt lõi quốc gia cho Trung Quốc. Các công nghệ này có liên quan đến kỹ thuật đánh bóng cơ hóa CMP, còn gọi là kỹ thuật làm phẳng bề mặt cơ học hóa học, được sử dụng trong sản xuất tấm bán dẫn mỏng. Phòng cảnh sát của Văn phòng Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc, KIPO, cho biết họ đã bắt giữ 3 người và buộc tội không giam giữ 3 người khác vì tiết lộ các công nghệ trên, vi phạm đạo luật bảo vệ công nghệ công nghiệp Hàn Quốc. Tất cả 6 cá nhân này là nhân viên cũ và nhân viên đang làm việc tại 3 công ty công nghệ Hàn Quốc. 3 doanh nghiệp này sở hữu nhiều công nghệ quan trọng đối với chuỗi giá trị về bán dẫn của nước này. Được biết, trong những năm gần đây, các vụ mất mát công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc thường xuyên diễn ra, phần lớn liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản trí tuệ gây ra bởi Trung Quốc. Hãng AP đưa tin, quân đội Nga vừa triển khai 4 robot sát thủ chiến đấu Marker đến khu vực Donbass, Ukraine, và đang xây dựng thuật toán tác chiến trước khi đưa chúng vào thử lửa. Cụ thể, cựu Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin viết trên Telegram rằng 4 robot Marker đầu tiên đã hiện diện ở khu vực Donbass đúng thời hạn. Chúng tôi đang nạp hình ảnh mục tiêu, xây dựng thuật toán chiến đấu để thiết lập quân đội tác chiến, cũng như lắp đặt vũ khí chống tăng có uy lực. Ông Rogozin không cho biết thời gian loạt robot Marker bắt đầu tham chiến, cũng như địa điểm triển khai. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Được biết, dự án phát triển robot Marker được khởi động từ năm 2018 và hoàn tất hồi tháng 1 năm 2022. Mỗi robot có khối lượng 3 tấn, tốc độ tối đa 70-80 km/h, tầm di chuyển 1.000 km và có thể hoạt động độc lập trong 60 tiếng liên tục. Marker có hình dáng tương tự xe tăng, có thể mang nhiều loại vũ khí như tên lửa chống tăng dẫn đường, súng phóng lựu tự động và súng máy. Nó cũng có thể chở theo máy bay không người lái UAV. Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Công nghệ Robot thuộc Quỹ Nghiên cứu Tiên tiến Nga FBI cho biết nhà sản xuất đã dạy cho Marker kỹ năng hạ mục tiêu bằng súng trường nhanh gấp nhiều lần so với con người, nhấn mạnh chúng có thể phân biệt được dân thường và binh sĩ để chọn mục tiêu gây ra mối đe dọa trực tiếp. Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko mới đây cho biết Nga sẵn sàng đàm phán về tình hình ở Ukraine nếu phía Kiev thể hiện sự chân thành. Cụ thể, bà Matvienko cho rằng lập trường của Nga rõ ràng và minh bạch, Nga sẵn sàng đàm phán không cần điều kiện tiên quyết, khác với việc Ukraine cố gắng đề xuất điều kiện tiên quyết cho việc đàm phán, nhưng Nga hiện không thấy thiện chí đàm phán chân thành của Ukraine. Bà Matvienko cũng chỉ trích việc Mỹ tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine, đặc biệt là vũ khí mang tính tấn công, động thái như vậy hoàn toàn không phải là lời kêu gọi hòa bình. Bà nói rằng nếu Mỹ nguyện ý, sẽ có thể khiến Ukraine ngồi vào bàn đàm phán trong vòng một ngày. Nhưng Hoa Kỳ không quan tâm đến việc chấm dứt xung đột, mà muốn xung đột sẽ leo thang và kéo dài. Cùng ngày, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cũng cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin hiện không có kế hoạch đàm phán với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Và đối với Nga, mục tiêu chính hiện nay là tiếp tục các hoạt động quân sự và hoàn thành các nhiệm vụ được Tổng thống giao.
Mới đây, trong cuộc trả lời phỏng vấn của Hope Hewitt, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nói bà Nikki Haley, ông Glenn Youngkin, ông Mike Bloomberg và ông John DeSantis không nên chạy tranh đua tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024 bởi vì họ không có cơ may thành công. Cụ thể, ông Trump nói, tôi đã giúp tất cả họ. Tôi đã cất nhắc Mike Bloomberg từ con số 0. Tôi biết Bloomberg đã luôn nói sẽ không bao giờ tranh cử với tôi. Và bạn biết đấy, thời gian qua đi và sau đó họ muốn chạy đua bởi vì họ là những người có tham vọng, nhưng họ đang có số phiếu thăm dò rất tệ. Cựu Tổng thống cũng nói Thống đốc Florida John DeSantis là một đối thủ mạnh mẽ cạnh tranh vị trí ứng viên Tổng thống 2024 của Đảng Cộng Hòa. Nhưng nếu không nhờ có Trump, ông DeSantis đã thất bại rồi. Nhắc về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2018, khi đó ông DeSantis chạy đua ghế Thống đốc Florida, ông Trump cho hay. Khi đó John DeSantis đắc cử ghế Thống đốc Florida là nhờ tôi. Điều tương tự cũng đến với Youngkin, Thống đốc Virginia được ông Trump hậu thuẫn. Về bà Nikki Haley, ông Trump nói cựu đại sứ Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cam kết sẽ không chạy đua với ông, nhưng bà là người rất tham vọng và không thể yên vị. Cho đến nay, ông Trump là người duy nhất của Đảng Cộng Hòa chính thức tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Các đối thủ tiềm năng khác trong đảng cũng như bà Haley, ông DeSantis, ông Bloomberg, ông Mike Pence hay ông Youngkin vẫn chưa tuyên bố sẽ chạy đua với ông Trump. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy rằng ông Trump là một thế lực có ảnh hưởng mạnh mẽ trong Đảng Cộng Hòa. Truyền thông quốc tế đưa tin, Thủ tướng Phần Lan và Thụy Điển mới đây đã khẳng định hai nước này sẽ gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng một thời điểm. Phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Stockholm, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nhấn mạnh Thụy Điển đáp ứng tất cả các điều kiện cần thiết để trở thành thành viên của NATO. Về phần mình, Thủ tướng Thụy Điển cho hay Stockholm tiếp tục tuân thủ một thỏa thuận ba bên về việc gia nhập NATO được ký kết vào năm ngoái giữa Thụy Điển, Phần Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ nói họ có thể chấp thuận đơn xin gia nhập NATO của Phần Lan trước Thụy Điển, nhưng lãnh đạo hai nước Bắc Âu bác bỏ ý kiến này bởi cho rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển phụ thuộc lẫn nhau. Hãng Reuters đưa tin, tình trạng ô nhiễm không khí ở Bangkok và các tỉnh lân cận khác của Thái Lan đã vượt mức an toàn, khiến giới chức kêu gọi người dân ở trong nhà tránh hoạt động ngoài trời. Theo IQE, nền tảng theo dõi chất lượng không khí của Thụy Sĩ, hiện nồng độ các hạt nhỏ và nguy hiểm trong không khí, được gọi là PM2.5, ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã cao gấp 14 lần so với mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Được biết, WHO khuyến nghị chỉ số PM2.5 trung bình không quá 5 microgram một mét khối, trong khi mức độ ở Bangkok và các khu vực lân cận hiện là 70,5 microgram trên một mét khối. Với chỉ số này, Bangkok đã trở thành nơi ô nhiễm thứ 6 trên thế giới. Bộ phận kiểm soát ô nhiễm của Thái Lan cho biết, điều kiện thời tiết đang làm trầm trọng thêm lượng khí thải từ phương tiện giao thông và cháy rừng theo mùa trên các vùng đất nông nghiệp. Theo WHO, việc tiếp xúc với ô nhiễm không khí ngoài trời ước tính gây ra 4,2 triệu ca tử vong sớm mỗi năm. Nội dung trên đã khép lại bản tin tổng hợp của Hành trình tương lai ngày hôm nay. Và sau đây mời quý vị đến với phần Nhân sinh cảm ngộ. Thưa quý vị, nếu bạn nghĩ thiền như một sự việc gì đó kỳ lạ, không hợp với xu hướng hiện đại hay không phù hợp với đông đảo quần chúng, thì có lẽ bạn đã nhầm. Hãy nghe những chia sẻ của những người nổi tiếng dưới đây, bạn có thể sẽ suy nghĩ lại đấy. Những người thiền định thường xuyên được phát hiện là có mức sóng não alpha cao hơn người bình thường, vì vậy nó sẽ giúp con người giảm cảm giác tức giận, buồn bã, căng thẳng và giúp người ta có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống. Vì vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi từ thời đại cổ xưa mọi người đã nói về thực hành thiền định. Nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học thần kinh đã phát hiện ra rằng một chất xám trong não có liên quan đến việc học tập, trí nhớ và các khu vực cảm xúc trở nên dày đặc hơn khi một người thực hành thiền định. Nhiều người thành công và nổi tiếng trên thế giới, họ luôn căng thẳng trong công việc và cuộc sống và họ đã tìm đến thiền như một cách hồi phục lại những cảm xúc cũng như năng lượng của bản thân. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nghe chia sẻ của Hugh Jackman. Anh ấy nói, nhiều người tôi từng gặp đều thu được lợi ích từ thiền và nó cũng thay đổi cuộc đời tôi. Tất cả mọi người đều có thể thực hành thiền định, không phân biệt bạn có tài giỏi hay không. Nó là việc đơn giản nhất trên hành tinh. Đối với những người đang cảm thấy mệt mỏi và vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống hiện tại phức tạp, thì thiền có thể giúp họ thay đổi cuộc sống. Tôi không nói rằng tập thiền, tôi không bao giờ sợ hãi nữa hay không bị căng thẳng nữa, nhưng giống như là một cốc nước đổ lên đám mây. Khi bạn cứ chìm đắm và nghĩ tới những điều tiêu cực,
tâm trí bạn giống như đám mây mịt mù, không thông thoáng. Nhưng sau khi thiền, tôi thấy mọi thứ như chìm xuống đáy, nước trở nên trong vắt và năng lượng tích cực trỗi dậy. Những quyết định tôi đưa ra chính xác hơn và tiết kiệm công sức hơn. Tôi có thể lắng nghe người khác nhiều hơn. Là một diễn viên, đó là tất cả những gì tôi cần. Nhiệm vụ của tôi là ở đó với một tâm trí sáng suốt và lắng nghe. Vì vậy, thiền đã giúp tôi về mọi mặt. Thứ hai, đó chính là Clint Eastwood, một huyền thoại về ngôi sao điện ảnh Hollywood. Ông Clint Eastwood, 88 tuổi, vừa trở lại với vai trò đạo diễn và ngôi sao của bộ phim The Moon kể từ khi trình chiếu vào tháng 12 năm 2018, đã thu về hơn 171 triệu đô la Mỹ, một kết quả không tồi cho một ngôi sao đã gần 90 tuổi. Vậy Clint lấy năng lượng từ đâu? Thiền có thể đã đóng một vai trò lớn. Trong một cuộc phỏng vấn với quỹ David Lunch năm 2011, Clint đã nói: "Tôi đã sử dụng nó gần 40 năm nay và tôi nghĩ rằng nó là một phương pháp tuyệt vời cho bất cứ ai. Bạn có thể sử dụng nó như một phương pháp để giải tỏa căng thẳng." Và tiếp theo là lời chia sẻ của Einstein. Ông là một thiên tài với những hiểu biết đáng kinh ngạc, nổi tiếng với thuyết tương đối chấn động thế giới và tạo nên nền tảng cho vật lý hiện đại. Với một bộ não luôn hoạt động mạnh mẽ và trí tuệ như vậy, không có gì lạ khi Einstein hướng về thiền định. Ông chia sẻ, điều thực sự có giá trị là trực giác. Thông qua thiền định, tôi đã tìm thấy câu trả lời trước khi hỏi câu hỏi, Einstein nói. Ông đã có thể phát triển các lý thuyết mới bằng cách dành thời gian thiền định. Một hoạt động tưởng chừng như đơn giản lại có tác dụng lớn đến thế. Khi tâm trí bừa bộn với đủ loại suy nghĩ, rất khó để tìm ra giải pháp cho một vấn đề, viết một bài luận, một bản nhạc hoặc bất cứ điều gì bạn hy vọng đạt được. Và chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Stirling. Stirling là một nhạc sĩ và nhà sáng tác âm nhạc người Mỹ, người đã làm việc với nhiều nghệ sĩ cao cấp. Anh ấy là một tay trống tuyệt vời. Vào một ngày năm 1998, Stirling đi bộ qua công viên bờ sông, thành phố New York, và khi anh đi qua một nhóm tập khí công ôn hòa, anh cảm thấy bị cuốn hút bởi họ. Anh chia sẻ, tôi thấy một số người tập luyện pháp luân công từ hướng tôi đi dạo và tôi bước qua họ. Ông nhớ lại, tôi đã nói chuyện với các học viên, tôi đã không biết tại sao tôi lại quan tâm đến điều này, nhưng tôi đã bị thu hút và Stirling đã tập luyện pháp luân công kể từ đó. Ông chia sẻ, sau khi tập pháp luân công trong vòng 3 tuần, tôi đã ngừng hút thuốc, uống rượu và ma túy. Tôi đã bỏ tất cả các thói xấu ấy và tôi bắt đầu nâng cao tiêu chuẩn đạo đức của mình. Tôi làm gì thì trước hết phải nghĩ đến người khác. Đó là một trong những điều tôi học được từ môn tu luyện. Nó làm trái tim tôi tràn đầy hạnh phúc. Quý vị nghĩ sao về chủ đề ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cuối chương trình, Minh Hiền kính chúc quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai những lời chúc an lành, thân thương nhất. Chúc quý vị luôn có một tinh thần và sức khỏe tốt. Trong lúc thời gian rảnh rỗi, hãy thử tìm hiểu về một môn tu luyện khí công Phật gia theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi có đề xuất trên màn hình xem sao quý vị nhé. Môn tu luyện đầu tiên được Hồng truyền vào năm 1992. Kể từ đó, pháp môn này đã chuyển rộng ra hơn 100 quốc gia, mang lại lợi ích về thể chất lẫn tinh thần và nâng cao chuẩn mực đạo đức cho hơn 100 triệu người. Các học viên đến từ khắp nơi, đủ mọi tầng lớp xã hội, họ hành xử theo pháp lý và tự ước thúc bản thân theo tiêu chuẩn đạo đức cao thượng, cũng như sức khỏe cải thiện ngày càng tiến về trẻ hóa. Tuy rằng vẫn còn những tin đồn và hiểu sai không đáng có về môn tu luyện này, nhưng chúng ta hãy thật tỉnh táo sáng suốt để lựa chọn thiện ác phân minh và những giá trị tốt đẹp sẽ được lan tỏa. Hãy thử tìm hiểu và cảm nhận xem sao quý vị nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo trên kênh Hành Trình Tương Lai.